Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ tới nhà mà bà lão mua Lego nè. Mình có dẫn theo bà lão bán dây chai. Bán dây chai nữa. Đó, bà lão bán dây chai này vui lắm. Dạ, một sự kết hợp với hôm nay mình mời được anh đàn guitar tới đẩy đàn cho má hát. Đó, bà lão bán vé số nha. Rồi, bắt đầu một hồi bà lão sẽ hát cho các bạn nghe nha. Rồi. Bắt đầu vô đi. Dạ, bớt tắt thôi, không cần cái gườm gà đâu. Dạ, bộ nó vô đi. Ai gì mình? Cứ bộ rô thì vô. Nó phải bài gì nó có điều làm. Chơi biết mày thì làm ướp cái giọng em thì mới lo lại giọng chị chứ. Nghe không? Không bây giờ quên anh đi. Giống như tôi biết lên đây đó, đàn nhi của em nói. Cho tắt bài là mới vô được. Cao cao một chút. Má cao cao mà. Không có gì cả. Tắt là đã phòng được. Ai như sao? Múc đi, chạy đừng đi đây. Đây vậy, đây. Múc cho cưng thần rồi, lên đứa nhỏ nè. Có ăn rau gì được không? Ăn rau được rồi lấy. Đây, ăn được hết rồi, cái nào ăn cũng được hết rồi. Ăn được không? Tại đây, mua đặt. Không biết. Tôi biết lên đây với tất cả chân thành và lòng người trao anh. Sao? Tôi dễ ăn lắm. Tôi dễ ăn lắm. Ăn đủ ra đi mua mấy cái mì nữa. Coi có mì trọng nè. Có mì hả? Đi trụng qua ha. Để kêu Quanh trụng nè. Quanh ơi Quanh. Con trụng mấy cái mì đi con. Cái mì trong tủ quá. Lấy cơm mới được rồi. Ăn đi sao? Con lấy cái nồi nước nãy đó. Con trụng mấy cái mì ở trong tủ mình có hay gì đó. Chúng ba bốn gói cho con. Đây là hôm nay mình đi chở thêm bà lão bán dây chai qua cho bà qua đây chơi luôn nè. Thôi
hội ngộ với bà già bán vé số. Một sự kết hợp hoàn hảo luôn nha các bạn. Để mang miếng đây. Uống miếng đi. Giúp Hoa uống hả? Trời ơi, có uống rượu được đâu mà. Giúp đi. Vô một cái coi. Vô một cái coi. Nhắm môi thì cứ miếng. 1, 2, 3, vô. Vô. Tại con mới ăn cơm. Giúp đi đây. Giúp miếng coi. Thôi, bà không biết uống mà. Tại vì liệu á. Kêu giúp miếng, giúp miếng kêu. Bia cà cũng bị khó nha. Sáu ăn đâu nha sáu. Con ăn chút lấy mì ra. Không. Nó bất giác. Anh biết đàn, anh đi mời nhạc sĩ làm chi? À. Hỏi một câu phải nói đó chứ. Học cái chừng nào vậy rồi. Đó, học cao mù đó. 15 năm á. Nhưng mà có khi là đau tay lắm. Không có dễ đâu. Cũng may mà tại vì em không thể nào ôm hết. Đúng. Ví dụ người ta đánh cái thế loại đó, một thế chuyên về thế loại đó, còn mình thì không biết về thế loại đó thì mình rất quá. Phải học bài nào hát nào phải biết tông nhạc rồi phải học phải biết bài nhiều mới đạt được hay, nó khó. Nhiều khi người ta báo cái bài đó hả? Không em cứ bôi đồ nữa đi chị cài bôi.